về cực Tây Nam của lục địa Âu Châu, giao điểm của Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, Tây Ban Nha có một nền lịch sử lâu đời và phong phú. Vào thế kỷ thứ 16 và tiền bán thế kỷ thứ 17, Tây Ban Nha là quốc gia hùng mạnh nhất Âu Châu. Cũng như phần đông các nước Tây Âu, văn hóa Tây Ban Nha đã chịu nhiều ảnh hưởng của thời kỳ La Mã. Nhưng Tây Ban Nha có một khác biệt lớn với các nước láng giềng, đó là ảnh hưởng văn hóa của người Hồi giáo nói tiếng Ả Rập từ Trung Đông và Bắc Phi khi họ chiếm đóng Tây Ban Nha gần 800 năm. Vì thế, tiếng Tây Ban Nha ngày nay có rất nhiều danh từ gốc Ả Rập. Vào năm 589, Thiên Chúa Giáo trở thành quốc giáo của Tây Ban Nha. Ngoài gián đoạn vào thập niên 1930 do nội chiến, Thiên Chúa Giáo giữ vững ngôi vị này cho đến khi Tây Ban Nha thay đổi hiến pháp vào năm 1978 cho phép người dân tự do tôn giáo. Tuy không còn chính thức là quốc giáo, đạo Thiên Chúa vẫn là tín ngưỡng của đại đa số dân chúng Tây Ban Nha. Ngoài ra, còn có hơn nửa triệu người theo các tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo. Trong những thập niên gần đây, do trao đổi văn hóa từ kỹ nghệ du lịch và khuynh hướng xuất ngoại, di dân, Tây Ban Nha đã bắt đầu dễ dàng thu nhận những tư tưởng mới lạ. Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha là một trong những thành phố lớn trên thế giới. Tại đây đặc biệt nổi tiếng với Bảo tàng Viện Prado, trưng bày những hòa phẩm danh tiếng. Tây Ban Nha nổi bật với những thiên tài hội họa như Picasso, Goya, Miro, Dali. Năm giải Nobel văn chương cũng đã được trao cho các nhà văn Tây Ban Nha. Riêng các danh tài âm nhạc opera như Placido Domingo, José Carreras và Paul Sara Caballé rất được thế giới ưa chuộng. Vào tháng 5 năm 1999, thủ đô Madrid tràn đầy nghệ thuật và sức sống đã có may mắn đón mừng chuyến viếng thăm đặc biệt của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Vương quốc Tây Ban Nha. Hội trường trong ngày thuyết giảng không còn một chỗ trống. Sau đây là trích đọc phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Madrid vào ngày 5 tháng 5 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ với đề tài Trong tĩnh lặng nhận biết Thượng Đế. Xin kính mời quý khán giả lắng nghe. Buenas tardes. Good evening. Buenas tardes. How are you? ¿Qué tal estáis? I'm very happy to see so many angels have come. Muy feliz de ver a tantos aquí. I'm invited to some countries in Europe, so. Se me ha invitado a visitar algunos países en Europa, entonces. So my people, my brothers and sisters, think that I should. Pass by Spain and say hello. Mi gente, mis hermanos y hermanas han pensado que debería pasar aquí, pasar por España y saludaros. So, hello. Hola. 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 Tôi rất vui mừng thấy có nhiều thiên thần hiện diện nơi đây. Tôi được mời đến vài quốc gia ở Âu Châu, nên người trong hội, các anh chị em đồng tu của tôi nghĩ rằng tôi nên ghé Tây Ban Nha để thăm quý vị. Do nhiều yêu cầu của những người rất mong tìm hiểu về sự tỉnh thức tâm linh, nên tôi thường vì đại chúng mà phải bỏ đi tính e thẹn để có thể trình bày sự hiểu biết của mình trước đám đông. Mặc dù tính tôi rất hay e thẹn, nhưng tôi cũng rất vui mừng thấy nhiều người chung lý tưởng cùng đến dưới một mái nhà. Đã lâu, lâu lắm rồi tôi không thuyết giảng trước công chúng. Cảm giác hơi lạ một chút. Tôi nghĩ chắc quý vị cũng cảm thấy lạ. Quý vị không biết người nào đang ngồi đây, bà ta làm gì ở đây. Nhưng đó chỉ là đầu óc chúng ta nghĩ ra vậy thôi. Chứ thật ra, về phương diện linh hồn, là con cái Thượng Đế, chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta có cùng một gia đình, đó là địa cầu. Thượng Đế tạo ra hành tinh này, ngôi nhà to lớn này cho gia đình chúng ta, để chúng ta có thể cùng ở chung với nhau một thời gian.
bởi vì chúng ta vẫn còn ở đây. Nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau, dù chỉ là một lần trong đời, đó cũng là một phép lạ. Đó là một đặc ân hiếm có. Tôi rất lấy làm biết ơn điều đó. I know you all have many questions concerning whether God exists, whether we can reach him, whether we can talk to him, whether we can directly demand something from him. So I'm going to try to tell you as much as I can, as much as I know about our Father, which many of us have forgotten. I mean, we have not forgotten him. It's just that we have forgotten how to talk to him, how to directly communicate with him. Tôi biết quý vị có rất nhiều câu hỏi về việc có Thượng Đế hay không, chúng ta có thể đến với Ngài hay không, có thể nói chuyện với Ngài được không, có thể đòi hỏi trực tiếp từ Ngài được hay không, nên tôi sẽ cố gắng để quý vị biết càng nhiều càng tốt. Tất cả những gì tôi biết được về cha của chúng ta mà nhiều người trong chúng ta đã quên lãng, ý tôi muốn nói không phải là chúng ta quên Ngài, nhưng chúng ta chỉ quên làm thế nào nói chuyện được với Ngài, làm cách nào để liên lạc thẳng với Ngài. Và có lẽ đó là lý do tại sao nhiều anh chị em trong chúng ta đau khổ quá nhiều. Đôi khi về vật chất, đôi khi về tâm linh, đôi khi về thể xác và tình cảm. Trong vũ trụ nói chung, và trên địa cầu này nói riêng, Thượng Đế tạo ra rất nhiều thứ cho con cái của Ngài hưởng thụ. Những thứ hữu hình, và cả những thứ rất trừu tượng. Những thứ hữu hình cho chúng ta sự tiện nghi, thịnh vượng, và những thỏa mãn về vật chất. Mặt khác, kiến thức tâm linh vô hình sẽ cho chúng ta hỷ lạc, hạnh phúc và sự sống đời đời. Khi sống trong căn nhà lớn của địa cầu, một số anh chị em chúng ta thành công về mặt vật chất, một số thành công về mặt tâm linh, một số thành công trên cả hai phương diện, và một số, rất tiếc, thất bại trên cả hai. Người thành công về vật chất hưởng thụ quá nhiều những tiện nghi hữu hình, nên đôi khi bị phản ứng phụ là họ quên những ân sủng tâm linh mà Thượng Đế đã dành cho chúng ta. Người chỉ thành công về tâm linh đôi khi không chú ý đến vật chất, cho nên đôi khi cũng gây nên ảnh hưởng phụ cho người ngoài. Họ nhìn vào những người này và cho rằng khi đã theo Thượng Đế, theo đường tu hành là đi vào sự nghèo khổ, túng thiếu. And some people who are successful in both material and spiritual present themselves sometimes in both aspects, and also it has a side effect. People will think, well, what kind of God follower is that? So luxurious. doesn't look like a monk. So there is always some side effect for everything. It is because of the mind of our people are used to with one extreme or another extreme, and rarely we can neutralize the material and spiritual aspect and make them a perfect life for ourselves. Những người thành công về cả hai mặt vật chất và tâm linh đôi khi thể hiện trên cả hai phương diện, và vì vậy cũng có ảnh hưởng phụ. Người ta lại nghĩ rằng người theo Thượng Đế kiểu gì lạ vậy, sao sang trọng quá vậy, không giống nhà tu hành chút nào, cho nên chuyện gì cũng có ảnh hưởng phụ. Đó là vì đầu óc của con người chúng ta đã quen với sự cực đoan, hiếm khi nào chúng ta có thể dung hòa cả hai phương diện vật chất và tâm linh để tạo nên cuộc sống hoàn hảo cho chính chúng ta. Người chỉ thành công về mặt hữu hình phần nhiều chỉ hưởng thụ vật chất nhiều quá. Dĩ nhiên, người ta thấy dường như họ không chú ý về mặt tâm linh, về Thượng Đế, và điều này cũng khiến cho nhiều người chỉ trích. Trong tâm những người này cảm thấy có một sự trống vắng, họ không bao giờ hoàn toàn mãn ý dù với biết bao sự giàu có và của cải họ gặt hái được. Người không thành công về vật chất thì trách móc Thượng Đế, trách số phận, trách tất cả mọi người khác, và cũng tự trách luôn chính họ. Họ cũng trách những người giàu có và thường cảm thấy ganh tị. Người thành công về mặt tâm linh thường mãn nguyện với những gì họ có, nếu không muốn nói là hoàn toàn mãn nguyện. Đó là lý do tại sao họ không có vẻ lo lắng về những lợi ích vật chất hoặc những tiện nghi cho thể xác. Đó là vì sao chúng ta thấy có những nhà tu, những thầy tu, nữ tu và những khất sĩ đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ trên thế giới này, và họ chỉ tự hưởng thụ một mình với nội tâm của chính họ, tự liên lạc với Thượng Đế hầu như mỗi ngày mỗi đêm, gần như quên tất cả những chuyện trần gian. Và như vậy cũng tốt, trừ khi Thượng Đế muốn họ trở lại thế gian, đánh thức họ dậy
và gửi họ đi ra ngoài. Ngay cả khi họ tuần phục theo ý chỉ Thượng Đế, trở ra lại thế giới bên ngoài, hầu như họ không còn bận tâm về những sở hữu vật chất hay những điều tương tự. Therefore, most of people in this world, including ourselves, are used to with these three kinds of extreme: the so-called materialist, the poor man, and the spiritualist, who renounce almost everything. Not because renunciation brings God realization. It's just that after God realization, often we do not care about material gain or loss. We don't care about fame and fortune. We don't care about human relationship. And so people look up on these people of these renunciate and thinking that yes, or whoever realized God must be like that, must be a renunciate, must be like a very poor looking. Because actually he's so happy within he himself or herself that nothing really important. Cho nên hầu hết mọi người, kể cả chúng ta, đều quen với ba loại người cực đoan như vậy: người gọi là nặng về vật chất, người nghèo khó và người tu hành. Người tu hành hầu như từ bỏ tất cả, không phải việc từ bỏ đưa đến sự nhận biết Thượng Đế, chỉ là vì sau khi nhận thức Thượng Đế, thường thì chúng ta không còn quan tâm đến sự thành bại vật chất, không bận tâm về danh lợi, không lo lắng về những quan hệ phàm phu. Vì vậy, người ta rất phục những người xả bỏ, nghĩ rằng bất cứ ai muốn nhận biết Thượng Đế đều phải như vậy, phải từ bỏ, phải trông giống như một anh chàng nghèo khổ. Thật ra, những người này rất hạnh phúc bên trong, nên họ chẳng thấy có điều gì là quan trọng cả. Một số chúng ta có thể chọn làm một trong ba loại này, một số khác không có sự lựa chọn. Một số người trong chúng ta có thể chọn sự thành công về vật chất lẫn tâm linh. Điều này tùy thuộc vào chúng ta. Thật vậy, bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta có quyền chọn bất cứ gì mình muốn, nhưng chúng ta phải biết cách. Chọn sự thất bại về vật chất lẫn tâm linh thì rất dễ. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Chúng ta tự nhiên sẽ trở nên nghèo đói, không việc, không tiền, không tâm linh. Nhưng muốn thành công về vật chất, chúng ta phải làm việc siêng năng vất vả, phải biết kỹ xảo của thương mại, cần phải bỏ công đầu tư vào những cơ hội để thu đạt tài chính. Dĩ nhiên, chúng ta phải tìm đúng cơ hội, đúng địa điểm, quan hệ với đúng người và đầu tư đúng khía cạnh. Muốn thành công về sự nhận biết Thượng Đế, chúng ta cũng phải làm giống vậy. Chúng ta phải tìm đúng cơ hội, kết giao với đúng người biết về con đường tâm linh dẫn đến Thượng Đế và có thể giúp chúng ta nhớ lại con đường mà chúng ta đã quên. Điều khôi hài là sau khi thành công về mặt tu hành, chúng ta cũng thành công về mặt vật chất. Thường là như vậy. Đó là vì sao Kinh Thánh có nói: hãy tìm thiên quốc trước, rồi mọi sự khác sẽ được thêm vào. Khi đó, chúng ta có thể chọn là một người xả bỏ, bỏ hết tất cả những lời lọc vật chất của thế giới, hoặc có thể chọn sự thành công trong thương mại, dùng sự thu hoạch này để giúp đỡ những anh chị em bất hạnh và giúp đỡ chính chúng ta. Hầu hết những vị thánh nhân đã nhận thức Thượng Đế, hoặc những anh chị em đã tìm thấy Thượng Đế, họ không chọn sự thành công trong thương mại sau khi giác ngộ. Dù rằng trí huệ mà họ đã tìm lại từ sự giác ngộ rất kỳ diệu, họ có thể dùng nó để thực hiện tất cả những gì họ muốn, có thể đạt được cả thế giới như muốn bằng trí huệ Thượng Đế mà họ vừa tìm lại được sau khi giác ngộ. Because once we are in touch with our godly self, our kingdom of God, we feel happy, we feel satisfied, we feel we need nothing at all. And also doing business is a very strenuous work. The people who are successful in business know what I mean. Some of us envy successful business people, but they do not know how much work, how much energies, how much time, how much sacrifice they have to put into their business in order to gain what they have. And that is just for some ephemeral, material, destroyable things that do not last. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì sau khi chúng ta biết được bản ngã, Thượng Đế của mình, thiên quốc của mình, chúng ta hạnh phúc, mãn nguyện,
chúng ta cảm thấy không cần chi cả. Làm thương mại là một công việc rất cực nhọc. Những người thành công trong thương mại hẳn hiểu ý tôi nói. Một vài người trong chúng ta ganh tị với những người thành công trong thương mại, nhưng họ không thể hiểu được bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu năng lực, thời gian, hy sinh mà người ta phải bỏ vào công việc để đạt được những gì họ có. Và công việc đó chỉ để cho một chút của những gì vô thường, vật chất, có thể bị hủy diệt, không bền lâu. Vì những thứ này mà chúng ta đôi khi làm việc 8, 10, 12, 14 tiếng mỗi ngày, quên vợ con, quên bạn bè, đôi khi chính chúng ta phải mang bệnh, bị áp lực tinh thần, mau già, chịu đựng bao khổ sở, chỉ để đạt được sự thành công vật chất. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng tiện thể quên luôn Thượng Đế. Không phải trường hợp luôn luôn như vậy, nhưng hầu hết mọi người, khi họ quá bận rộn, họ cũng quên luôn chính họ. So now we come to spiritual aspect. How much do we have to work in order to be successful in God realization, in gaining back the whole kingdom of the universe for ourselves? How much work? Almost nothing. No pay, no conditions, no effort, no, I'll say, binding, nothing. No loss, no risk, only gain. Why? Because we are the children of God. We have it already. Bây giờ, chúng ta hãy bước qua phương diện tâm linh. Chúng ta phải làm việc bao nhiêu để thành công trong sự nhận biết Thượng Đế, để lấy lại tất cả phương quốc của vũ trụ cho chúng ta? Làm việc bao nhiêu? Hầu như không phải làm gì cả. Không phải trả tiền, không điều kiện, không công sức, không ràng buộc, không gì cả, không mất mát, không rủi ro. Chỉ có thu đạt. Tại sao? Bởi vì chúng ta là con cái Thượng Đế. Chúng ta đã có sẵn tất cả. Những gì mà chúng ta có sẵn trong túi, chúng ta có phải trả tiền không? Quý vị không phải trả gì cho làn da của quý vị, không phải trả gì cho mái tóc của mình, cho nụ cười tươi đẹp của mình. Tất cả đã có sẵn rồi. Tương tự như vậy, Thượng Đế đã có sẵn bên trong chúng ta. Tất cả các kinh điển tôn giáo cho ta biết rằng Thượng Đế ở bên trong chúng ta, có nghĩa rằng chúng ta là Thượng Đế, có nghĩa rằng chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế, hay tối thiểu cũng là con cái của Thượng Đế, con cái của đấng tối cao, uy lực nhất, đấng toàn tri, toàn giác, toàn năng, tối thượng. Nếu không, quý vị nghĩ chúng ta từ đâu tới? Từ bông hoa hay từ cái bàn? Dĩ nhiên quý vị sẽ nói, tôi sinh ra từ mẹ tôi, nhưng đó không phải là trọng điểm. Thế thì mẹ tôi từ đâu đến? Nếu khi chúng ta thấy vũ trụ xinh đẹp hay những gì xinh đẹp được tạo nên quanh ta, chúng ta biết rằng Thượng Đế hiện hữu. Chúng ta biết có cái gì đó bên trong giữ cho chúng ta sống, giữ cho ta vui, cho ta biết được những sự việc xảy ra chung quanh ta. Đó là Thượng Đế bên trong chúng ta. Và nhờ Thượng Đế đó, chúng ta có thể thở, có thể hưởng thụ thức ăn, có thể hưởng thụ sự quan hệ giữa con người, có thể làm rất nhiều việc thần kỳ, có thể phát minh ra đủ loại sáng chế khoa học kỳ diệu. Nhưng chúng ta chỉ biết chút ít về vị Thượng Đế đó. Chúng ta chưa biết Thượng Đế mà đã làm được rất nhiều. Bây giờ, nếu chúng ta biết thêm về đấng Thượng Đế đó, về chính ta, về bản ngã cha của chúng ta còn làm thêm được biết bao nhiêu nữa. So in order to regain this awareness of who we really are, how great we really can be, we must know how to get it back. Cho nên, để tìm lại được sự nhận thức chúng ta là ai, chúng ta thật sự có thể trở nên vĩ đại dường nào, chúng ta cần phải biết làm thế nào để tìm lại được sự hiểu biết này. Cũng như nếu muốn thành công trong thế giới vật chất, chúng ta phải biết cách làm thương mại. Để được thành công trong thế giới tâm linh, chúng ta phải biết cách liên lạc với nguồn cội của tất cả các năng lực tâm linh, bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế. Và chúng ta không hài lòng sống một cuộc đời nghèo khổ, một cuộc sống đáng thương, buồn bã, bất lực, không uy quyền, phải cầu xin mọi thứ mà chẳng được gì hết. We want to prove to ourselves what the Bible says, that you are the children of God and God dwells within you. And that whatever you want, my Father, knock and then it shall be given unto you. Ask and it shall be answered. We want to prove that. We have to prove that to ourselves, because we want to glorify God. And that's the only way to glorify Him.
Chúng ta muốn chứng tỏ cho chính mình điều Kinh Thánh đã đề cập rằng quý vị là con của Thượng Đế và Thượng Đế ngự bên trong quý vị. Hãy gõ cửa, sẽ được cho. Hãy hỏi và sẽ được trả lời. Chúng ta muốn chứng minh điều đó. Chúng ta muốn chứng minh điều đó cho chính chúng ta bởi vì chúng ta muốn vinh danh Thượng Đế. Và đó là cách duy nhất để vinh danh Ngài, không phải bằng cách cúi lạy Ngài hàng trăm lần mỗi ngày, không phải bằng cách tuyệt thực, bằng cách nói chuyện lớn tiếng với Ngài, nhưng bằng cách chứng minh sự vinh quang của Ngài, chứng minh bằng sự thành công trong cuộc sống tâm linh cũng như vật chất. Chúng ta vinh danh Cha của chúng ta chứng minh rằng Ngài hiện hữu. Nghe như chuyện vĩ đại, nhưng thật ra chúng ta không phải làm gì nhiều. Như tôi đã nói với quý vị, thí dụ tôi có chiếc nhẫn trên tay, nếu tôi muốn xem, tôi chỉ lấy ra để nhìn. Dễ dàng phải không? Nhận biết Thượng Đế cũng dễ như vậy. Chúng ta đã bỏ nhiều thì giờ cầu nguyện, khóc lóc, khẩn cầu Thượng Đế. Ngài vẫn còn quá xa, bởi vì chúng ta không bắt đúng điện thoại. Nếu chúng ta nói chuyện điện thoại cả ngày nhưng nói lộn người, hoặc nói với đường dây điện thoại đã bị cắt, chúng ta chẳng bao giờ có được câu trả lời. Chúng ta có thể la, hét, khóc trên điện thoại cả ngày cũng không được chi. Thượng Đế đã gắn điện thoại bên trong chúng ta để chúng ta có thể liên lạc thẳng với Ngài. Nhưng một khi chúng ta đi xuống thế giới này, vì lý do nào đó, chúng ta đã bị đứt dây. Vì vậy, Thượng Đế luôn luôn gửi vài người con từ cõi thiên đàng xuống trần gian để nhắc nhở anh chị em của họ làm cách nào để trở lại với Ngài. But of course when the Son of God came here, He carries with him such power, such tremendous love that we are sometimes afraid, and then that's why some people try to harm him, like the case of Jesus. Somehow he doesn't look different from us, but inside spiritually he's different. We are originally not different from Jesus, as the Lord has said that. Whatever I do, you can do also. Nhưng dĩ nhiên, khi con Thượng Đế đến đây, họ mang theo một lực lượng vô cùng, một tình thương bao la, đến nỗi đôi khi làm chúng ta sợ hãi, và vì vậy, một số người cố hãm hại họ, như trường hợp Chúa Giê-xu. Ngài trông không khác chúng ta, nhưng bên trong, Ngài khác về tâm linh. Chúng ta nguyên thủy không khác Chúa Giê-xu, như Chúa Giê-xu đã phán, điều gì ta làm được, các ngươi cũng làm được. Chỉ vì chúng ta bị bao phủ quá sâu bởi bùn đất vật chất, đeo màn che đen tối của vật chất, nên chúng ta đã quên mình thật sự là ai. Cũng như một người nào đó bị chết đuối trong nước, trông họ thấy ướt, hoảng hốt, bệnh hoạn, xanh xao, nhưng một người khác đứng trên bờ vẫn sạch sẽ, ăn mặc đẹp và vẫn có năng lực. Người đó có thể kéo người đang chìm ra khỏi mặt nước. Người bị chìm trông không khác so với người trên bờ, vì ban đầu cả hai đều khô và ăn mặc đẹp. Chỉ vì người ấy bị chết đuối nên trông thấy khác một chút. Sau khi được kéo lên khỏi mặt nước, người này sẽ ấm lại, được ăn, được mặc, được chăm sóc, rồi trông người ấy sẽ đẹp đẽ và bình thường trở lại như người đứng trên bờ. We are all the children of God. Jesus has said we are all equal. Buddha said that we are all equal. So it's up to us to prove to ourselves that we are really equal to these masters, that we are really also the beloved children of God, and that really God created all of us in the His own image, and He loved us as much as He loved Jesus, as much as He loved Buddha, because our Father equally loves all beings, not most of all us human beings. He cannot love one more than the others, then he is not God. We have to prove it. Chúng ta đều là con cái Thượng Đế. Giê-xu nói rằng chúng ta đều bình đẳng. Phật nói rằng chúng ta đều bình đẳng. Nên tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta để chứng minh rằng chúng ta thật sự bình đẳng với những vị minh sư này, rằng chúng ta thật sự là con cưng của Thượng Đế, rằng Thượng Đế thật sự tạo nên chúng ta qua hình dáng của Ngài, và Ngài yêu thương chúng ta cũng nhiều như Ngài yêu thương Chúa Giê-xu, như Ngài yêu thương Phật, bởi vì Cha chúng ta yêu thương mọi chúng sinh bằng nhau, nhất là con người chúng ta. Ngài không thể yêu thương người này hơn người khác, nếu không, Ngài không phải là Thượng Đế. Nhưng chúng ta phải chứng minh điều này. Giờ đây,
Quý vị đã hiểu rõ tôi không đến đây để dạy quý vị điều gì mới hoặc để làm thầy quý vị. Tôi đến đây để nhắc nhở quý vị làm sao để chứng minh rằng cha chúng ta yêu thương tất cả bằng nhau, rằng cha chúng ta trên thiên đàng thật sự là đấng toàn năng và chúng ta thật sự là con của Ngài. Để đạt được điều này, chúng ta chỉ cần tĩnh lặng vài giây phút trong đời thay vì không làm gì cả. Chúng ta nên biết cách để tập trung và rồi chúng ta sẽ liên lạc được với Thượng Đế. Chúng ta có thể thoáng thấy Ngài và rồi khi chúng ta tiếp xúc với Ngài, chúng ta sẽ thấy Thượng Đế thêm mỗi ngày mỗi chút. Chúng ta sẽ mỗi ngày càng sung sướng hơn, thông minh hơn, mãn túc hơn, hạnh phúc hơn, khai ngộ hơn, mọi sự đều hơn. Cho nên, cho đến một ngày chúng ta hoàn toàn nhớ lại mình là ai và chúng ta có thể tuyên bố như Chúa Giê-xu, ta và cha ta là một. Tất cả chúng ta đều có thể làm vậy được bởi vì chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế. Nếu quý vị muốn nhớ lại điều này, tôi sẵn sàng bỏ thì giờ, công sức để giúp quý vị. Đây là vinh dự của tôi. Xin cảm ơn. If you want to remember that again, I'm willing to spend my time, effort to help you. It's my honor. Thank you. God bless you. Xin Thượng Đế gia trì cho quý vị. Tôi hy vọng bài giảng dễ hiểu đối với quý vị. Quý vị có hiểu rõ không? Dĩ nhiên rồi, quý vị là Thượng Đế. Quý vị hiểu nhanh lắm. Bởi vì đây không phải là một bài giảng về thương mại, không phải là lời tâng bốc. Đây là một buổi nói chuyện từ linh hồn đến linh hồn. Buổi nói chuyện giữa anh chị em với nhau. Một buổi nói chuyện chân thật, chân thành, trong tình thương. Phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Tây Ban Nha với đề tài Trong tĩnh lặng nhận biết Thượng Đế xin được tiếp tục với phần vấn đáp chọn lọc. ¿Por qué tantos maestros recorren últimamente el mundo dando conferencias y ofreciendo las enseñanzas liberadoras? ¿Qué le espera al planeta? ¿Por qué es tan importante estar preparados espiritualmente? ¿Qué cambios le esperan a la humanidad? Why are there so many masters now giving lectures throughout the world and spreading their teachings? What awaits our planet Earth? Should we be ready for important changes that are going to affect the whole of humankind? Well, I guess because God is gracious. And I guess also because of the communication system now is very efficient. And I guess because of transportation now is very convenient. Trong thời điểm này, tại sao có rất nhiều minh sư thuyết pháp khắp nơi trên thế giới để truyền bá giáo lý của họ? Điều gì đang chờ đợi địa cầu? Chúng ta có nên chuẩn bị cho những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng đến toàn nhân loại hay chăng? Tôi nghĩ có lẽ là vì Thượng Đế rất đồ lượng. Vì hệ thống truyền thông hiện tại rất hiệu quả, và tôi nghĩ vì việc di chuyển hiện nay rất thuận tiện, và vì hiện tại chúng ta văn minh hơn, cho nên Thượng Đế sẽ bảo vệ các vị minh sư. Người ta không còn giết hại họ, không đóng đinh họ trên thập tự giá nữa. Các vị minh sư được tự do hơn để truyền bá thông điệp của chân lý. Chúng ta nên vui mừng. Càng có nhiều minh sư, càng tốt cho chúng ta. Tôi muốn đem tất cả các vị minh sư từ thiên đàng xuống đây, nhưng ý của Thượng Đế phải được tuân theo. Nhưng câu hỏi không phải là có bao nhiêu minh sư. Câu hỏi là chúng ta đã sẵn sàng được bao nhiêu. Nếu chúng ta đã sẵn sàng, một vị minh sư cũng đủ cho cả thế giới. Bởi vì vị minh sư không cần phải có mặt tại địa phương của quý vị để truyền tâm ấn. Vị minh sư chỉ đến để cho biết là Ngài có mặt ở đây. Tùy theo quý vị cũng muốn nhận sự truyền pháp hay không. I had the experience of being one with the totality was due to the use of a special plant which grows in the Amazon forest and it's called ayahuasca. Now, considering that it doesn't matter how you reach enlightenment, the important thing is that you are enlightened. Why
don't people favor the use of such plants and, in fact, even prohibit it? Because these are not real experience. Any experience that evoked by material means is not spiritual. Tôi đã có được cảm giác đồng nhất với toàn thể. Đó là nhờ vào một loại thực vật đặc biệt tên là ayahuasca, trồng ở miền rừng rậm Amazon. Giả sử phương cách chúng ta đạt giác ngộ không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta giác ngộ. Vậy tại sao người ta không ủng hộ việc sử dụng những loại cây này mà trên thực tế lại còn cấm đoán nữa? Bởi vì đây không phải là thể nghiệm chân thật. Những thể nghiệm tạo ra từ phương tiện vật chất không phải là tâm linh. Vì Thượng Đế không do con người tạo ra hoặc do bất cứ thứ gì tạo ra, nhưng Thượng Đế sẽ tự thức tỉnh bên trong chúng ta khi Ngài muốn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, sự khai ngộ tâm linh tự nhiên không có phản ứng xấu kèm theo. Nó chỉ khiến quý vị hạnh phúc hơn, thông minh hơn, mãn nguyện hơn, thành công hơn trên nhiều lĩnh vực và cao thượng hơn, tự ái hơn. Bất cứ ảo giác gì đến từ thực vật hay ma túy sẽ có phản ứng phụ rất khủng khiếp. Chúng làm cơ thể quý vị yếu đi, làm quý vị bị nghiện ngập, kém thông minh, chúng tàn phá năng lực trí óc và cũng tàn phá sự quân bình của cơ thể, vân vân. Quý vị biết điều này rõ hơn tôi. Mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì ma túy? Quý vị biết đó. Bao nhiêu người dở sống dở chết và đau khổ vì thiếu ma túy sau khi đã nghiện nặng? Quý vị biết câu trả lời rồi. Đó là vì sao nên tránh những thứ nguy hiểm này thì tốt hơn, để lợi ích cho bản thân quý vị và những người quý vị thương mến. Ngay cả thuốc lá cũng giết biết bao người mỗi năm. Quý vị đã đọc những thống kê trên báo. Không phải là quý vị cần phải giác ngộ bằng bất cứ giá nào. Quý vị nên được khai ngộ thật sự, chứ không phải ảo ảnh. Now, I would like to be initiated, says one person, but there are certain things that I don't understand in your method as I've read it. I don't understand the ABC that you suggest. You say that you should practice any method of meditation that implies the control of breathing. You also say in B that you can use, or we can use, our spiritual power to cure others. And you also say that we can combine other methods with Quan Chi. Does this mean that we must or must not blindly follow a method? Because these are not very favorable to the spiritual development after a while. As I have told you, everything that evoked or controlled or helped by material things are not truly God. God doesn't need anything like that to be awakened. God is already there and God is God. Có người nói bây giờ tôi muốn được thọ tâm ấn, nhưng có những điều tôi không hiểu khi đọc về pháp môn của Ngài. Tôi không hiểu những mục A, B, C mà Ngài đề nghị. Ngài nói rằng không nên thực hành bất cứ phương pháp thiền nào liên quan đến sự kiểm soát hơi thở. Ngài cũng nói cho mục B rằng chúng ta không được dùng linh lực để trị bệnh cho người khác. Ngài cũng nói rằng chúng ta không được kết hợp những phương pháp khác với pháp môn Quán Âm. Vậy thì chúng ta được hay không được theo một pháp môn nào đó một cách mù quáng? Thứ nhất, bởi vì những điều này không thuận lợi cho sự phát triển tâm linh sau một thời gian. Như tôi đã nói, tất cả những thứ được tạo ra hoặc kiểm soát hoặc trợ giúp bằng vật chất không phải là Thượng Đế chân chánh. Thượng Đế không cần những thứ như vậy để tỉnh thức. Thượng Đế đã hiện hữu sẵn rồi, và Thượng Đế là Thượng Đế. Xen tạp bừa bãi với hơi thở, với nhịp tim đập, với bất cứ hoạt động nào trong cơ thể chúng ta đôi khi vô cùng nguy hiểm. Thượng Đế đã tạo nên như vậy, hãy để cơ thể chúng ta yên. Sự tỉnh thức tâm linh không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì, ngay cả cơ thể chúng ta. Bởi vì bản lai chúng ta không phải là thân thể. Khi chúng ta bất tỉnh, mất ý thức, khi chúng ta không còn thở, khi qua đời, chúng ta làm cách nào nương vào hơi thở để tỉnh ngộ?
chúng ta cần phải có trí huệ chân thật. Sau khi đã được đánh thức, lúc nào cũng tỉnh ngộ 24/24. Đó là vì sao tôi nói quý vị tìm Thượng Đế. Quý vị không cần làm điều gì cả. Thượng Đế là Thượng Đế. Tại sao chúng ta phải làm bất cứ điều gì? Chân pháp là tĩnh lặng. Nhưng trong tĩnh lặng, quý vị nhận biết Thượng Đế. Không phải là trong tĩnh lặng không có gì cả. Không, không phải vậy. Thượng Đế là Thượng Đế. Chúng ta không thể làm một điều gì để nhận biết ra Ngài. Ngài chỉ hiện hữu. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tìm Ngài ở nơi nào và cách để nhớ ra Ngài. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên quý vị không nên pha trộn những thứ gọi là phương pháp. Nếu quý vị cảm thấy chưa sẵn sàng cho năng lực vô thượng bên trong quý vị, nếu chính quý vị chưa sẵn sàng để trở thành vô thượng sư trở lại, vậy quý vị hãy tiếp tục với bất cứ phương pháp nào mà quý vị thích. Nhưng nếu quý vị muốn trở thành vô thượng sư, thì hãy quên đi những trò chơi trẻ con. Và phần B? B là không dùng linh lực để trị bệnh. Dĩ nhiên là không. Bởi vì mọi người đều có lực lượng bên trong của chính họ. Trong khi chúng ta trên đường tìm Thượng Đế, chúng ta chỉ nên chú tâm tìm Thượng Đế. Khi chúng ta đã biết Thượng Đế rồi, năng lực chữa trị của chúng ta sẽ tự động có. Chúng ta không cần phải dùng bất cứ điệu bộ hoặc động tác bên ngoài để chứng minh cho người khác thấy là chúng ta thông thái, có lực lượng, tài giỏi hơn người khác. Thật ra, chúng ta nên im lặng về lực lượng của mình. Đó là tại sao Thánh Kinh nói, khi quý vị cầu nguyện cùng cha, hãy giữ yên lặng. Tự đóng mình vào trong phòng kín, có nghĩa là quý vị làm điều này trong yên lặng, kín đáo. Ngài sẽ tưởng thưởng quý vị một cách công khai. Ngài tưởng thưởng quý vị công khai bằng cách nào? Quý vị sẽ trở nên thành đạt hơn, thông minh hơn, từ bi hơn, trí huệ hơn, mọi thứ đều hơn, giống Thượng Đế hơn. Khi một người giống Thượng Đế đi trên đường, lực lượng tâm linh của họ sẽ tự động chữa trị cho bất cứ ai cần chữa trị. Bất cứ ai tin tưởng Thượng Đế, bất cứ ai có duyên với chúng ta, khi chúng ta đi ngang qua họ, đến gần họ, khi chúng ta chỉ tình cờ thấy họ, họ sẽ được chữa trị, được nâng cao lên. Nhưng điều đó tùy theo ý của Thượng Đế, không phải ý của bàn tay hay ngã chấp của chúng ta, hay là động tác gọi là chữa trị của chúng ta. Đó là vì sao khi một người đụng vào áo Chúa Giê-xu, bà ta khỏi bệnh và cảm ơn Chúa Giê-xu. Ngài nói, đức tin của bà đã chữa cho bà. Chúa không cố đòi hỏi được công nhận là có năng lực trị bệnh, nhưng Ngài biết rằng Ngài có. Còn nhiều điều tôi có thể tiếp tục mãi về Kinh Thánh, nhưng đây không phải là buổi giảng Thánh Kinh, nên chúng ta ngưng tại đây. Nếu quý vị vẫn còn thích tôi, chúng ta có thời gian khác, nhiều thì giờ hơn, chúng ta nói chuyện mãi mãi. Hôm nay chỉ là chút hương vị. Còn phần C? C là không kết hợp những pháp môn khác với pháp môn Quán Âm. Thật ra chúng ta đã nói về điều này ở phần A. Khi quý vị muốn làm bác sĩ, quý vị không nên phí thời giờ với những việc khác cho đến khi tốt nghiệp. Khi quý vị muốn học y khoa, chỉ nên chú tâm vào ngành y khoa và quý vị sẽ nhanh chóng trở thành một vị bác sĩ thành công. Dù là các phương pháp khác có tốt, đứng trên hai chiếc thuyền cùng một lúc rất tai hại, quý vị chỉ nên làm mỗi lần một việc. Nếu quý vị thích một pháp khác hơn, hợp với quý vị hơn, quý vị tin tưởng hơn, xin cứ tự nhiên ở tại đó và chú tâm vào đó. Nếu quý vị tin rằng pháp môn của chúng tôi tốt cho quý vị, thích hợp hơn và hay nhất, thì quý vị đến và chú tâm vào pháp này. Nếu không, quý vị sẽ không có kết quả trong cả hai pháp. Cuối cùng, quý vị không biết pháp nào. Quý vị mất thời giờ và mất cả hai pháp. Tất cả những điều này chỉ là những lời khuyên về tâm linh. Đây không phải là điều cấm hoặc là một mệnh lệnh của tôi hay của bất cứ minh sư nào. Chỉ là chúng tôi biết điều gì tốt nhất, nhanh chóng nhất cho quý vị. Chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Quý vị đã biết, trong mọi việc, nếu muốn thành công,
chúng ta phải chú tâm vào đó. Ngay cả khi quý vị đang lái xe hơi, quý vị không thể lái thêm chiếc xe đạp, dù rằng nó rất đẹp. Jesus was a Jew, and he ate the Easter lamb. Now we have been awarded the possibility to eat meat and vegetables, to enjoy them. Then why shouldn't we enjoy all that we have been given? In the Bible, it is said that you should refrain from killing innocent, even bullock and sheep, even to offer to God. It says stop the killing of the innocents. Otherwise, when you pray, he doesn't listen to you. He will turn away from you. Giê-xu là người Do Thái, và Ngài ăn thịt trừu lễ phục sinh. Giờ đây chúng ta được ban cho khả năng ăn thịt và rau và thưởng thức chúng. Vậy tại sao chúng ta lại không nên hưởng thụ những gì chúng ta đã được ban cho? Trong Thánh Kinh có nói, chúng ta nên kiềm chế sự giết hại bò con và trừu, dù là để cúng dường cho Thượng Đế. Ngài nói, hãy chấm dứt sự giết hại vật vô tội. Nếu không, khi các ngươi cầu nguyện, ta sẽ không nghe và sẽ ngoảnh mặt đi. Tôi biết các minh sư không ăn thịt, nhưng tôi không chịu trách nhiệm đối với những người viết Thánh Kinh, vì họ có thể viết những gì họ muốn. Chúng ta đâu có mặt bài đó để kiểm soát. Trong Thánh Kinh cũng có những đoạn tương phản nhau. Do đó, tùy quý vị chọn lựa những điều quý vị nghĩ rằng từ ái nhất, giống Thượng Đế nhất, từ bi nhất, cao thượng nhất cho quý vị. Và thêm một điều nữa, cho dù Giê-xu có ăn thịt, Ngài là một minh sư. Chúng ta chưa là minh sư. Cho nên, xin theo giáo lý của tôi, hãy ăn chay. Khi quý vị đạt được trình độ như Giê-xu, thì quý vị có thể ăn thịt người nếu muốn. Nhưng tôi không đề nghị vậy. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói đùa. Tôi muốn nói rằng, chúng ta còn chưa bắt đầu hiểu được chính mình, chưa biết chút gì về Thượng Đế hết. Cho nên, hãy ngưng so sánh chúng ta với Chúa Giê-xu và Phật. Khi chúng ta đạt đến trình độ tâm linh của các ngài, rồi chúng ta sẽ biết đâu là đâu, phải không? All of us human beings going to achieve enlightenment, our godliness in this life, on this planet, not on all. This level of existence? Not all. But not all at one time. Everyone will eventually. Có phải là tất cả chúng ta đều sẽ đạt được giác ngộ, đạt được Thượng Đế? Đạt được Thượng Đế tánh của chúng ta trong kiếp này, trên hành tinh này, ở cảnh giới này? Không phải tất cả. Không phải tất cả cùng một lúc. Nhưng cuối cùng, tất cả sẽ đến nơi. We have our personality is bound to material things, and this creates some conflict. Does this mean that overcoming it means seeing what is real, although the real may always have been here with us? Well, enlightenment will make it clear to you. Instead of asking me all endless questions like this, you should have the answer within yourself. In a short while after you get enlightenment, it's very fast, you will know a lot of things that I don't even need to tell you. Cá tính của chúng ta hay chấp vào vật chất, và điều này tạo nên sự xung đột. Phải chăng khắc phục điều này có nghĩa là nhìn ra sự thật, dù rằng sự thật có thể đã thường xuyên ở bên trong chúng ta? Sự giác ngộ sẽ khiến quý vị hiểu rõ. Thay vì hỏi tôi những câu hỏi liên biên như vậy, quý vị nên có câu trả lời từ nội tâm quý vị. Một thời gian ngắn, rất nhanh sau khi khai ngộ, quý vị sẽ biết rất nhiều điều mà tôi không cần phải nói. Sự giác ngộ sẽ giúp quý vị giữ được lý tưởng tâm linh, và khía cạnh vật chất sẽ tự nhiên rời bỏ quý vị, giống như là ánh sáng và bóng tối không thể ở chung được. Có nghĩa rằng quý vị vẫn có tiền bạc, vẫn có sự thành đạt còn hơn trước nữa, nhưng tâm quý vị không gắn bó vào vật chất nữa, dù là quý vị có hay không có nó. Sau đó, quý vị có thể rộng lượng hơn, ban bố nhiều hơn. Quý vị có thể là một người thánh thiện mà quý vị hằng mong muốn trở thành. Christ died and suffered for us, and he shed all our miseries. Then why aren't we happy?
Yes, good question. Jesus had died for his disciples. The one he initiated directly benefit from his sacrifice. The related to the his disciples benefit secondary. The people in his time are somewhat elevated from the darkness to some degree. Chúa đã chết và chịu tội cho chúng ta. Ngài lãnh nhận tất cả sự đau khổ cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không vui sướng? Đây là một câu hỏi hay. Jesus chết cho môn đệ của Ngài. Những người do Ngài trực tiếp truyền tâm ấn được hưởng lợi ích từ sự hy sinh của Ngài. Những người có liên hệ với môn đệ Ngài được sự ích lợi gián tiếp. Nhân loại trong cùng thời với Ngài cũng được nâng cao phần nào từ nơi tâm tối. Những người nhìn thấy Ngài, chạm vào người Ngài, liên lạc với Ngài được đưa lên thiên đàng. Và cả hành tinh đều được lợi ích phần nào từ sự hy sinh của Ngài sau khi Ngài rời địa cầu. Vì vậy thế giới chúng ta tốt đẹp hơn trước. Rất nhiều minh sư cũng làm như vậy. Bất cứ họ làm gì, đi đâu, họ đều làm ích lợi cho nơi đó. Họ liên tục nâng hành tinh lên một trình độ văn minh hơn. Nhưng sự giác ngộ cá nhân chúng ta phải tự có. Những điều Giê-xu nói chỉ đúng khi Ngài còn sống với đệ tử. Vì vậy, chúng ta phải tìm minh sư bên trong của chúng ta, Chúa bên trong của chúng ta. Bởi vì chúng ta là con của Thượng Đế. Một người ăn, nhưng người khác không thể no. Chính chúng ta phải ăn. What does God mean by having people live this life, pass through the world? So that we may know that we are God. That is a short answer. If you want a long one, I can talk for 200-300 years. Thượng Đế có ý gì khi cho con người sống cuộc đời này và trải qua thế giới? Để chúng ta biết mình là Thượng Đế. Đó là câu trả lời ngắn. Nếu quý vị muốn câu trả lời dài, tôi có thể nói chuyện với quý vị chừng 200-300 năm, từ lúc bắt đầu vũ trụ cho đến khi chấm dứt. Quý vị biết không, chúng ta đều là con của Thượng Đế. Chúng ta đều là Thượng Đế. Nhưng bởi vì chúng ta đã là Thượng Đế, chúng ta không thể biết chúng ta đã là Thượng Đế. Chúng ta biết, nhưng không biết một cách hào hứng lắm, không có sự đau khổ và bất tiện nghi về vật chất như ở thế giới này để so sánh. Giống như mặt trời luôn luôn đẹp, nhưng khi so sánh với đêm đen và bóng tối, nó lại càng rực rỡ. Do đó, chúng ta đã chọn lựa đến đây chịu đau khổ trong tâm tối để có thể thưởng thức, biết ơn ánh sáng. Đó là lý do tại sao tôi tôn trọng tất cả mọi người, khai ngộ hay không khai ngộ, bởi vì họ đều là Thượng Đế. In order to be able to love, must we be enlightened? Yes, to a greater extent. We are all capable of love to some degree. But if we want to develop complete love like Jesus or Buddha or God, then we have to be more enlightened. Để có thể yêu thương, chúng ta có cần khai ngộ không? Cần, nếu chúng ta muốn nới rộng tình thương. Tất cả chúng ta đều có khả năng yêu thương, không ít thì nhiều. Nếu chúng ta muốn phát triển tình thương tuyệt đối như Giê-xu hoặc Phật hoặc Thượng Đế, thì chúng ta phải khai ngộ hơn. Bởi vì khai ngộ có nghĩa là tình thương. Thượng Đế là tình thương. Khi chúng ta thương một người như là vợ hay chồng, con cái hoặc một người bạn, chúng ta nhận biết được phần nào tình thương Thượng Đế. Nếu chúng ta muốn biết toàn thể sự bao la của tình thương, chúng ta cần phải nhận biết Thượng Đế. Once we have achieved our closeness to the Supreme Being, are we ever going to separate again, like it happens to leaves on the trees that fall and grow again? Yes, we will, because that's a process of creation, because that's the game we play with God. But that's how the creation exists. Otherwise, there's just God and no name, no form,
no feeling, no steering, no creation, no black, no white, no good, no bad, no evil, no saint, nothing. Khi chúng ta đã đạt được sự gần gũi với đấng vô thượng, chúng ta có khi nào phải chia cách nữa không? Như là chiếc lá trên cành sẽ rơi và mọc trở lại. Chúng ta sẽ như vậy, bởi vì đó là tiến trình của tạo hóa. Bởi vì đó là cuộc chơi của chúng ta với Thượng Đế, là phương cách hiện hữu của tạo hóa. Nếu không, chỉ có Thượng Đế và không có tên, không có hình thể, không cảm giác, không khuấy động, không sáng tạo, không trắng, không đen, không tốt, không xấu, không ma, không thánh, không gì cả. Nhưng chúng ta cũng có thể ở nơi của Thượng Đế mãi mãi. Chúng ta có quyền chọn lựa rất nhiều, nếu chúng ta muốn. Nhưng thường thì chúng ta sẽ chọn chơi cuộc cờ với Ngài lần nữa, giống như bây giờ vậy. Và chúng ta lại nghỉ ngơi, rồi chúng ta chán và lại ra chơi nữa. Thiên đàng không vĩnh viễn. Chúng ta sẽ không muốn ở thiên đàng mãi mãi. Chúng ta sẽ chỉ muốn đem thiên đàng đến mọi nơi, đến mọi cảnh giới, bởi vì đó là tiến trình của tạo hóa. Đó là cách Thượng Đế muốn chúng ta làm việc, và đó là cách mà chúng ta sẽ chọn để làm. Ngoài ra, sau khi khai ngộ, chúng ta sẽ nhìn xuống và thấy rất nhiều anh chị em của chúng ta vẫn còn đau khổ trong vô minh, vẫn chịu đựng đủ mọi thiếu thốn vì sự tâm tối tâm linh. Chúng ta sẽ tự nguyện từ bi xuống trần gian để giúp đỡ họ. Đó là cách mà tạo hóa tiếp nối. Jesus không phải xuống lần đầu tiên hay lần cuối cùng. Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại. Có thể Ngài đã trở lại rồi, nhưng chúng ta làm sao nhận ra Ngài? Ngài có mang bộ râu giống lần trước không? Ngài có bắt buộc phải đi chân đất như lần trước không? Ngài có cần thiết phải ăn mặc thô sơ như kiểu Ngài mặc hồi xưa không? Không, Ngài không thể làm vậy. Bởi vì nếu Ngài ăn mặc rách rưới và đi chân không đến trước cửa quý vị sẽ kêu cảnh sát. Và Jesus, nếu Ngài xuống, Ngài phải đẹp đẽ, hiện đại, giàu có, khỏe mạnh, đi bằng xe limousine, phi cơ, công co, vân vân. Có thể mang giày cao. Tôi nói đùa thôi, Ngài phải cạo râu, vì đa số người ta thích một người râu tóc sạch sẽ. Đó là nếu Ngài trở lại bằng hình dạng nam nhân. Ngài có thể chọn cách hiện thân qua dạng phụ nữ hoặc quốc tịch khác. Ngoài ra chúng ta chỉ nghe nói Ngài là đàn ông. Chúng ta chưa chắc biết rõ. Chúng ta đâu có mặt ở đó. Quý vị có thấy được Ngài 2000 năm trước không? Ngày nay, chúng ta có máy ảnh mà vẫn không biết ai thật ai giả, bởi vì người ta có thể dùng máy điện toán để giả hình dạng chúng ta, ráp đầu người khác lên thân quý vị, ráp thân quý vị với đầu người khác, hoặc đầu quý vị lên thân người khác để tạo nên một bức hình khác, một điều bộ khác. Làm sao chúng ta có thể chứng minh là Giê-xu nhìn giống như thế nào? Now, what is your opinion of the Third World War, of UFOs, of the climate change? Oh, so many opinions you want me to have, even political. You guarantee my safety if I say something about politics? They told me that I'm a spiritual teacher, I should not talk about politics, and now you get me into trouble or not. World War won't happen. If we meditate more, if we pray more, if we know God more. That's one of the reasons why I'm running around right now, even though I don't feel like it. I'd rather stay home, meditate every day. Ý kiến Ngài ra sao về Thế chiến thứ ba, về dĩa bay và sự thay đổi khí hậu? Quý vị muốn tôi có nhiều ý kiến thế sao? Ngay cả chuyện chính trị. Quý vị có bảo đảm sự an toàn cho tôi nếu tôi có nói điều gì về chính trị không? Người ta gọi tôi là một vị thầy tâm linh. Tôi không nên nói về chính trị. Giờ quý vị muốn gây rắc rối cho tôi phải không? Thế chiến sẽ không xảy ra nếu chúng ta thiền nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, biết Thượng Đế hơn. Đó là một trong những lý do tại sao hiện giờ tôi đi khắp thế giới, mặc dù tôi không thích vậy. Tôi thích ở nhà hơn, thiền, ngủ nghỉ và ăn đồ Á Đông của tôi mỗi ngày. Tôi du hành vòng quanh và chẳng được ăn ngon. Ngủ giờ giấc khác nhau, không ngủ đủ, vô cùng khó chịu trong những khách sạn có khói thuốc, phi cơ có khói thuốc, quan thuế, thủ tục hành chánh, thông hành, thì giờ ngắn ngủi phải chạy từ phi trường này qua phi trường khác. Tôi không thích vậy.
lại xài tiền túi quá nhiều. Nhưng tôi tự nguyện làm, trong tình thương mà làm. Bởi vì tôi hy vọng là sẽ làm tỉnh ngộ tâm thức của nhân loại về hòa bình thế giới. Chỉ có sự khai ngộ mới khai trừ được vô minh. Chỉ có tình thương của Thượng Đế mới vô hiệu hóa được hận thù. Chỉ có tình huynh đệ chân thật mới làm tan biến được những xung đột và thành kiến giữa anh chị em chúng ta. Vậy nếu quý vị và tôi không muốn thế chiến thứ ba, xin quý vị hãy giúp tôi. Xin quý vị hãy mang tình thương Thượng Đế vào hành tinh này. Quý vị hãy giúp tôi cùng cầu nguyện trong tĩnh lặng để biết Thượng Đế, để đem tình thương và thiên quốc của Ngài đến hành tinh này. Tôi không mong cầu bất cứ phần thưởng gì từ quý vị hay từ thiên đàng. Tôi chỉ mong điều mà quý vị mong, đó là một hành tinh hòa bình cho quý vị và cho tôi nữa. Và vì vậy, tôi bỏ thời giờ, tiền bạc, năng lực để giúp đem lại hòa bình, thay vì bỏ thời giờ, năng lực và tiền bạc cho vũ khí, cho sự giết chóc. Là minh sư của chính mình, chiến thắng sự yếu đuối, ngã chấp và khuynh hướng tà ác của chúng ta là chiến thắng cao nhất trên tất cả các trận chiến. Trong khi tôi đang nói chuyện với quý vị đây, tôi cũng nói chuyện với các linh hồn ở Nam Tư và những quốc gia vẫn còn đang cố gắng giải quyết những xung đột bằng các phương cách bạo động. Đó là lý do tại sao tôi đến Âu Châu trong thời điểm này và đi vòng khắp Âu Châu, hy vọng mang thông điệp này đến những linh hồn các anh chị em. Dĩ nhiên là cũng do lời yêu cầu của những anh chị em đồng tu thân mến. Họ ngồi thiền chung trong những lúc gần đây, khoảng 20 trung tâm chung quanh Âu Châu, từ hội của chúng tôi. Họ liên lạc với nhau và cộng tu trong cùng một thời gian, dù rằng họ ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ hy vọng đem lại cho Âu Châu một từ trường hòa bình. Họ cũng mời tôi, gần như là cầu khẩn tôi đến đây. Đó là vì sao tôi có mặt tại đây. Và tôi cảm nhận rất rõ rệt rằng tất cả thiện ý từ các anh chị em và thiện ý của tôi cộng với lời cầu nguyện tĩnh lặng của chúng ta trong thâm tâm và lực lượng tâm linh hùng hậu sẽ thay đổi lịch sử và giảm thiểu thế chiến thứ ba mà quý vị đang lo sợ. Vậy nếu quý vị lo lắng về cuộc chiến, về thế chiến thứ ba, hãy làm một điều gì đó. Hãy hành động. Hãy chiến đấu bằng tình thương Thượng Đế của quý vị. Chiến đấu bằng lực lượng tâm linh của quý vị. Chiến đấu yên lặng trong góc nhà của mình. Hãy cùng chiến đấu với chúng tôi. Đó là thọ tâm ấn, thiền định, câu thông với Thượng Đế và thay đổi lịch sử của hành tinh chúng ta. So if you worry about the war, worry about the World War III, then do something. Take action. Fight with your God love. Fight with your spiritual power. Fight quietly in the corner of your home. Fight with us. Contact God and change the history of our planet. How do you know that your path is the true one? There are many religions in the world, and all of them claim to have the true message. Now, who says that your path is different? I think that maybe it's just like other churches, that is, a sort of business which is good for humankind. Well, you have to try before you can judge. I cannot convince you unless you eat the cake yourself. Also, I have told you whatever path you want to choose, if you feel convinced about that path, choose it. I'm not here to prove anything. I'm here to tell you that you can prove anything to yourself as my own expense. Làm sao Ngài biết rằng Pháp của Ngài là chánh Pháp? Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới và tất cả đều bảo rằng họ đem đến thông điệp chân chính. Ai có thể nói rằng Pháp môn của Ngài có gì khác? Tôi nghĩ rằng nó cũng giống như các giáo hội khác, như là một kiểu thương mại có lợi ích cho nhân loại. Quý vị phải thử trước khi phán đoán. Tôi không thể thuyết phục quý vị nếu chính quý vị không ăn thử chiếc bánh. Tôi cũng đã nói rằng bất cứ phương pháp nào quý vị chọn, nếu quý vị cảm thấy tin tưởng pháp đó thì hãy chọn nó. Tôi không đến đây để chứng minh điều gì. Tôi đến đây
để nói với quý vị rằng quý vị có thể tự mình chứng minh bất cứ điều gì, tốn kém do tôi gánh chịu. Tôi không đòi hỏi điều gì từ quý vị, ngay cả tiền hội viên cũng không có, không điều kiện bắt buộc, không có sự kết án rằng quý vị sẽ xuống địa ngục nếu quý vị không theo giáo lý của tôi, không nói rằng quý vị sẽ không được làm anh chị em của tôi nếu quý vị không theo cùng một pháp. Nếu tôi như quý vị, tôi sẽ thử, bởi vì không mất mát gì cả, mà quý vị còn có được, thêm được cả thế giới, được tất cả những gì quý vị đã từng hình dung. Đó là những gì mà tôi có thể đảm bảo. Để có được sự đảm bảo này, quý vị phải theo con đường tôi hướng dẫn, được chứ? Vừa rồi quý thính giả vừa nghe phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thần Sư tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 5 tháng 5 năm 1999 với đề tài Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.